Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về xem bói ngày sinh về âm lịch để đoán vận mệnh và tài lộc của cuộc đời, phần 2 tiếp theo phần 1. Và các bạn thân mến, và các bạn đã biết với ngày sinh âm lịch của mình là ngày nào hay chưa, thì hôm nay Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ hé mở cho các bạn biết với ngày sinh âm lịch nó tiết lộ về vận mệnh và tài lộc của cuộc đời mình. Với những ngày sinh âm lịch, nó sẽ tiết lộ tất tần tật về vận mệnh cuộc đời. Đối với những người sinh vào từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 âm lịch. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 6 âm lịch, thì với người sinh vào ngày mùng 6 âm lịch thì người này có tính cách là người sinh vào ngày mùng 6 âm lịch là người ham học hỏi, bạn có rất nhiều những cơ sở và những sở thích, luôn muốn khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh. Nhưng tuy nhiên, cũng chính vì đam mê quá nhiều thứ nên bạn khó tập trung đào sâu nghiên cứu mà chỉ hiểu biết chung chung. Đôi khi ở trong mắt người khác, bạn lại trở thành người nông cạn hay khoe mẽ. Bạn là người lạc quan và luôn thích tận hưởng cuộc sống và ước muốn có cuộc sống an nhàn, thoải mái, làm những điều mà mình thích nhất. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày mùng 6 là theo xem tử vi ngày mới cho biết, với những người sinh vào ngày mùng 6 âm lịch thì thường là người không có phúc cậy nhờ ở cha mẹ anh em, mà phần lớn đều tự dựa vào sức mình, tay trắng làm nên nghiệp lớn. Khi còn trẻ, họ không có nhiều cơ hội để phát triển công việc và tiền tài đều không được tốt đẹp và dư giả. Tới trung vận thì mọi sự vẫn bình thường, không có nhiều tiến triển. Đến gần hậu vận mới dần dần xôn sẻ và vận trình sẽ hanh thông hơn. Với trong chuyện đối nhân xử thế thì cần phải chú ý đến việc tôn tư trật tự, giữ thái độ thân thiện và hòa đồng thì mới may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ và có được cho mình những cơ hội để thành công. Về thứ hai là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 7 âm lịch, thì đối với người sinh vào ngày mùng 7 âm lịch thì có tính cách như sau. Với người này có tính cách hay thay đổi, sớm nắng chiều mưa, có một cảm xúc luôn thất thường. Bạn là người khá phức tạp, luôn suy nghĩ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ở bên ngoài. Bạn rất hay thay đổi quyết định ngay trước khi tiến hành vào công việc. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày mùng 7 là đối với người sinh vào ngày mùng 7 âm lịch thì người này có sự nghiệp thăng trầm bất định, cuộc đời phải trải qua nhiều cuộc bể dâu, vượt qua bao sóng gió mới đến ngày sóng yên biển lặng, vạn sự mới như ý. Còn đối với nữ mệnh là người có phúc lộc trong tay, sống hòa nhã, tính cách có phần bảo thủ và người này có số trường thọ. Với cuộc sống gia đình của người này thì khá tốt, quan hệ giữa mọi người trong nhà vô cùng hoàn hảo. Anh em thì luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, sự nghiệp sau nhiều vất vả sẽ giành được nhiều thành công, từ đó tài lộc sẽ đến một cách dồi dào, trong cuộc sống luôn sung túc và đủ đầy. Về thứ ba là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 8 âm lịch, với người sinh vào ngày mùng 8 âm lịch thì tính cách của người này là người sinh vào ngày này thì rất nhanh nhẹn hoạt bát, tính tình sôi nổi, rất khéo léo ở trong chuyện giao tiếp và ứng xử với người đời, cũng là một người tài năng, có thể phát huy những năng lực của bản thân để xây dựng nên cơ nghiệp. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày mùng 8 là theo xem bói tử vi về ngày sinh âm lịch cho thấy, giữa quan hệ bạn bè và cha mẹ, người thân thì không được gắn bó cho lắm, từ khi tuổi còn nhỏ đã phải xa gia đình, đi học ở xa hoặc lập nghiệp xa nhà. Tới trung vận thì vận trình hanh thông,
mọi sự vô cùng thuận lợi và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Muốn có một sự nghiệp vững vàng và có thành tựu thì bạn phải chấp nhận xa gia đình. Ở đó sẽ dễ gặp được quý nhân nâng đỡ và bảo trợ cho vận trình ngày càng thăng tiến hơn và nắm được thời cơ để phát triển về bản thân. Với người sinh vào ngày mùng 8 âm lịch là người có số vinh hoa phú quý, hưởng phúc an nhàn đến lúc tuổi già. Về thứ tư là đối với những người nào mà sinh vào ngày mùng 9 âm lịch thì với tính cách của người sinh vào ngày mùng 9 âm lịch như sau. Với những ai sinh vào ngày này thì bạn là người có sức khỏe khá tốt, có tính tình phóng khoáng và lạc quan, được rất nhiều người yêu mến, hay làm việc thiện, chăm chỉ cần cù và luôn có thói quen là tiết kiệm. Vì vậy, bạn hãy quan tâm chăm sóc người xung quanh và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần và cho đi những lời khuyên quý báu. Còn đối với vận mệnh của những người sinh vào ngày mùng 9 âm lịch thì với người sinh vào ngày này là người phúc phần vô lượng, danh lợi trường tồn, là người từ bi và có số vinh hiển. Về vận thế của bạn là khá bình thường, vào tiền vận và trung vận, còn chuyện học hành và sự nghiệp thì không có nhiều điều nổi bật, nhưng về điều thuận lợi kinh qua những cột mốc rất quan trọng. Đến hậu vận thì vận thế bắt đầu tốt hơn rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vù vù và tài lộc thì vào nhà ào ào như nước. Bạn là người có địa vị trong xã hội, công danh sự nghiệp đều có trong tay, được nhiều người kính trọng. Người này hay tích đức hành thiện nên phúc lộc tràn trề và bền vững. Về thứ năm là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 10 âm lịch thì đối với những người sinh vào ngày mùng 10 âm lịch là có những tính cách như sau: là một người khá hoạt bát, đối đãi chân thành với mọi người, luôn thích giao du hay là kết bạn với mọi người. Người này có rất nhiều bạn bè ở bốn phương, nhờ đó mà nhận được nhiều sự giúp đỡ khi mà cần thiết. Còn đối với vận mệnh của người sinh vào ngày mùng 10 âm lịch là bạn phải chịu nhiều khổ cực khi còn trẻ, thường thường là phải sống xa gia đình. Đến trung vận thì mọi sự chuyển biến tốt, sự nghiệp thăng tiến, trung vận thì đại phát, phú quý không tưởng. Và người này không được sự giúp sức từ cha mẹ, anh em, có bạn bè giúp đỡ thì bạn vẫn mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Cũng là người có tài năng về nghệ thuật, song đến trung vận mới dần lộ rõ và thu được tài lộc về cho mình. Đến cuối đời thì vinh hoa phú quý vô cùng, tuổi già thì an nhàn hưởng thái bình. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3, tiếp theo phần 2 về xem bói ngày sinh về âm lịch. Về chúng ta thường quen với những ngày sinh dương lịch chứ không mấy chú ý đến ngày sinh âm lịch. Xong về xem bói ngày sinh âm lịch sẽ tiết lộ nhiều bí mật. Về thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào ngày 11 âm lịch, với tính cách của người sinh vào ngày 11 âm lịch là người sinh vào ngày này là người thông minh đĩnh độ, có ý chí kiên cường, người này hành sự quyết đoán và có sự dứt khoát hơn người. Còn về vận mệnh của người này thì tiền vận với chuyện học hành hay sự nghiệp không có gì quá nổi trội, cơ hội để phát triển đến khá muộn. Về trung vận thì vận thế chưa có nhiều khởi sắc, là tuy có điểm may về tài lộc, song nếu không biết nhìn xa trông rộng và thiếu sự chuẩn bị kỹ càng và tất cả các kế hoạch dài hơi thì những cơ hội sẽ tuột khỏi tay. Và giai đoạn này thì cũng cần phải thận trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động thì tài lộc sự nghiệp sẽ thuận đà mà tiến. Còn về hậu vận thì vận thế dần bình ổn, mọi chuyện suôn sẻ hơn. Về thứ hai là đối với những ai mà sinh vào ngày 12 âm lịch, với tính cách của người sinh vào ngày 12 âm lịch là có tính cách ôn hòa, nhân hậu, luôn chăm chỉ cần cù, không ngại gian khổ, biết tiết kiệm và tích cóp cho tương lai. Họ là những người ưa hoài niệm và có thói quen tích trữ đồ đã dùng, không nỡ vứt đi. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày này, với người này thì tiền vận khó khăn, trung vận đại cát,
công danh thì thăng tiến, phúc lộc thì song toàn. Còn về hậu vận thì dư giả, gia môn thì hưng thịnh. Thời trẻ thì vận thế không được suôn sẻ cho lắm, gặp nhiều trắc trở. Đến tuổi trung niên thì mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa hơn và có nhiều cơ hội để phát triển. Con đường sự nghiệp cũng hanh thông, tài lộc tăng ngào ào, danh vọng và địa vị xã hội đạt được đến đỉnh cao. Tuổi già thì vận trình vẫn tiếp tục thăng tiến, có đủ lực để giúp đỡ cho con cháu. Về thứ ba là đối với những ai mà sinh vào ngày 13 âm lịch. Với tính cách của người sinh vào ngày 13 âm lịch là vợ chồng hòa thuận êm ấm, xong là không có phúc bách niên giai lão, con đường con cái thì khó khăn. Vì vậy cần phải tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện để tăng thêm phúc phận, cải thiện về số mệnh. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày này thì tiền vận phải trải qua nhiều gian khó, xong từ sau 20 tuổi thì được ơn mưa móc của tiền nhân nên may mắn gặp người nâng đỡ và cân nhắc nên đã có cơ hội tiến thân. Năm 30 tuổi thì có chuyện vui, còn từ sau 40 tuổi thì vận trình đạt đến điểm cao, chẳng những sự nghiệp thành công mà cuộc sống gia đình cũng sung túc. Về thứ tư là đối với những ai mà sinh vào ngày 14 âm lịch. Với tính cách của người sinh vào ngày 14 âm lịch là người có tính tình trầm ổn, đáng tin cậy, rất hòa nhã và dễ chịu. Họ rất biết cách ứng xử, giỏi xã giao, tính cách thì thích yên tĩnh chứ không ưa ồn ào, nên rất dễ trở thành người quan trọng ở trong tập thể. Với nam giới mà sinh vào ngày này thì ngoại hình thanh tú, thoát tục. Nữ giới thì thông minh hơn người, tâm tư nhạy cảm và rất khéo léo. Còn về vận mệnh của người sinh vào ngày 14 âm lịch là được quý nhân phò trợ. Về tiền vận thì vận trình không có nhiều điểm nổi trội. Nếu có thể nỗ lực phấn đấu thì có thể nhờ sức quý nhân mà thay đổi vận mệnh. Đến trung vận thì vận trình bắt đầu rộng mở, có cơ hội thể hiện phát huy năng lực của bản thân. Đến hậu vận thì phát đạt hơn người, công danh rất hiển hách. Về thứ năm là đối với những ai mà sinh vào ngày 15 âm lịch. Với tính cách của người sinh vào ngày 15 âm lịch thì người sinh vào ngày này là người có tính dịu dàng, nhu thuận, luôn cư xử nhẹ nhàng với mọi người, vợ chồng thì tương kính như tân, để phúc cho con cháu. Và duy có một điều cần phải lưu ý là nếu con cháu có tính cách hung bạo, ganh đua, đó là tướng không tốt, cần phải chú ý cách dạy bảo để tránh hậu họa về sau. Còn đối với vận mệnh của người sinh vào ngày này, với nam giới thì phúc từ gia đình nhưng lại rất mỏng manh, có điểm phải tha phương lập nghiệp. Còn đối với nữ giới thì duyên mỏng, thậm chí là khắc phu, dễ lâm vào cảnh sinh ly tử biệt, nên phải chọn người nam có mệnh cách mạnh mẽ hơn mình. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình yên và vui vẻ nhất.